Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin kinh tế hàng ngày của kênh MTV. Phương trình rất vui mừng được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày hôm nay, 27 tháng 9 sẽ có những thông tin nổi bật như sau. Ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản. Bộ Giao thông Vận tải nới lỏng vận tải hành khách không bắt buộc tiêm vaccine. Những hoạt động dịch vụ nào dự kiến có thể được thành phố Hồ Chí Minh cho phép từ ngày 1 tháng 10. Vingroup muốn làm công viên rừng Hạ Long quy mô 650 hectare, hoàn thành chỉ trong năm 2022. Giá vàng tăng mạnh, nhà đầu tư dõi theo khủng hoảng trần nợ Mỹ. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài vì một số vấn đề trong hoạt động. Trong đó, cơ quan này đặc biệt yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch COVID-19, đặc biệt là tín dụng lĩnh vực bất động sản với mục đích tự sử dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với mục đích liên quan đến xây dựng, kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ cho vay đầu tư. Ngân hàng nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100% số tiền dự phòng, cụ thể phải trích bổ sung đối với các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 01 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung trong năm 2021. Đồng thời, ngân hàng tập trung và tăng cường nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu, đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có kết quả kinh doanh ở mức cao trong khi chất lượng tín dụng chưa được cải thiện, nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu vẫn còn lớn. Thưa quý vị, để mở cửa trở lại các dịch vụ hoạt động kinh tế thì phải sớm khôi phục lại các hoạt động vận tải, phải có quyết định cụ thể để người dân được đi lại bình thường. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn tất dự thảo lần thứ hai kế hoạch tổ chức vận tải khách của 5 lĩnh vực hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy trong thời gian các địa phương nới lỏng giãn cách. So với dự thảo lần một, dự thảo mới nhất về kế hoạch vận tải của Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ quy định về tiêm vaccine. Thay vào đó, chỉ yêu cầu hành khách khi đi trên phương tiện vận tải đi đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 19, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, khai báo trên địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người tham gia giao thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong dự thảo lần 2 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách tại các địa phương hoặc địa bàn đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương hoặc địa bàn đã thực hiện chỉ thị số 16 trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép các sân bay, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách đến đi đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị số 16. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19, được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế, tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách của từng phương thức vận tải. Các địa phương đang bình thường mới tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động lại. Trong quá trình thực hiện từng giai đoạn, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương, Sở Giao thông Vận tải địa phương hai đầu tuyến thống nhất áp dụng thực hiện một trong các giai đoạn. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cho phép dịch vụ cắt tóc gội đầu, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, đám cưới hoạt động từ ngày 1 tháng 10 riêng các hoạt động có khả năng lây nhiễm cao quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ bảo tàng dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử triển lãm mỹ thuật vẫn tạm dừng theo dự kiến từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ 3 theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các đơn vị cá nhân được tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo tập trung từ dưới 10 người, trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì phải tập trung từ dưới 50 người. Các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được hoạt động khi đảm bảo phòng chống dịch. Các hoạt động khám chữa bệnh, cung cấp lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất, điện, nước, nhiên liệu, sửa chữa, dịch vụ công ích được phép hoạt động trở lại. Ngoài ra, biểu chính viễn thông, xuất bản, báo chí, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến, doanh nghiệp lịch, cửa hàng sách, đường sách, nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học được hoạt động từ ngày 1 tháng 10. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, siêu thị, bao gồm siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán ăn, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống cũng được phép hoạt động. Đặc biệt, cơ sở kinh doanh các dịch vụ khác được hoạt động trở lại như cắt tóc, gội đầu. Những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được phép tổ chức nếu quy mô không quá 30% công suất và điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, bảo tàng, dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, phát động các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hát rong. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có công văn số 3822 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Theo đó, chủ đầu tư và các tỉnh thành khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân. Theo các chuyên gia, khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều nhận định cho rằng với nhu cầu của người mua đang rất ổn định, nguồn cung dự án mới rất ít nên gần như không có chuyện giảm giá ở các chủ đầu tư dự án nhà ở tại Hà Nội. Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long xem xét cho phép đơn vị được nghiên cứu quy hoạch đầu tư dự án công viên rừng Hạ Long tại khu vực phía Bắc quốc lộ 18A tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên với quy mô khoảng 650 hectare. Tất cả những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong chùm tin bất động sản ngày hôm nay 27 tháng 9. Bộ xây dựng chỉ đạo nóng về phát triển nhà ở công nhân Bộ xây dựng đề nghị khi lập phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, các địa phương phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó. Nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, cần được nâng cao chất lượng, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp. Các địa phương cần bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa thể dục thể thao trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, nhất là tại khu vực có đông công nhân và người lao động. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phân đấu từ năm 2026 trở đi, tất cả khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn. Lý do giá nhà tại Hà Nội sẽ không giảm sau dịch theo số liệu khảo sát của CBRE Việt Nam cho thấy, giá bán sơ cấp trong quý 2 ở thị trường Hà Nội trung bình ở mức 1.472 đô la Mỹ trên một mét vuông, tăng 7% theo năm và 1% theo quý. Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình ở ngưỡng 1.180 đô la Mỹ trên một mét vuông, tăng 4% theo năm. Các dự án trung cấp mới hoàn thiện có vị trí thuận tiện như ở quận Hai Bà Trưng hay quận Bắc Từ Liêm ghi nhận mức tăng giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây một số dự án ghi nhận mức tăng từ 8-9% mỗi năm. Đơn vị này đánh giá giá bán sơ cấp trong 2 năm tới dự kiến tăng trong khoảng từ 4-6%, cao hơn mức tăng của năm 2020 là 3% như hệ thống cơ sở hạ tầng đang dần cải thiện và nguồn cung mới không quá dồi dào như so với giai đoạn trước dịch COVID-19. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù các hoạt động giao dịch bị ngừng trệ do COVID-19, nhưng giá bán sơ cấp vẫn không giảm giá đáng kể, thậm chí có một số dự án còn tăng bởi do giá đầu vào tăng cao. Cụ thể, thời gian qua, quỹ đất ở Hà Nội ngày càng khang hiếm, giá đất cũng tăng cao. Trong khi các chi phí đầu vào khác như giá vật liệu xây dựng, nhất là thép, giá nhân công tăng, khiến giá vốn của các sản phẩm cũng tăng cao đáng kể. Cùng với đó, số lượng dự án mới được cấp phép không có nhiều trên thị trường cũng là lợi thế cho chính các chủ đầu tư để neo giá bán ở mức cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Một vị lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản nhận xét. Khi dịch bệnh được khống chế, nhu cầu quay trở lại thị trường bất động sản có thể tăng nhanh, thì trên thị trường cũng chỉ có từng ấy sản phẩm, chứ không có nhiều hơn nên khó có chuyện giảm giá nhà. Với chính sách của nhà nước sẽ còn giảm lãi suất, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào bất động sản và chứng khoán là điều khó tránh khỏi. Do đó, nếu người mua kỳ vọng giá bất động sản sẽ thấp hơn thời điểm sau dịch thì khả năng không có. Có chăng chỉ có ở cục bộ một số chủ đầu tư có tình hình tài chính không tốt. Còn với những chủ đầu tư có tài chính tốt thì không có chuyện giảm giá chỉ có đưa ra chính sách hỗ trợ tốt hơn, có lợi cho khách hàng. Vingroup muốn làm công viên rừng Hạ Long quy mô 650 ha, hoàn thành chỉ trong năm 2022. Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long xem xét cho phép đơn vị được nghiên cứu quy hoạch, đầu tư dự án công viên rừng Hạ Long tại khu vực phía Bắc quốc lộ 18A tại các phường Hà Khẩu, Đại Yên với quy mô khoảng 650 ha. Khu vực được đề xuất làm công viên rừng Hạ Long nằm đối diện với dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Hiện khu vực này là khu vực đồi núi cây xanh nhưng khu vực chân núi mặt đường quốc lộ 18A bị tác động bởi hoạt động khai thác đất nên cảnh quan xấu, nguy cơ sạt lở cao, trong khi đây lại là cửa ngõ ra vào thành phố Hạ Long, nhằm xây dựng một khu công viên rừng công cộng để người dân thành phố Hạ Long và khách du lịch có thêm điểm dừng chân nghỉ ngơi với môi trường xanh sạch đẹp đồng thời tạo cảnh quan đẹp nổi bật, đồng bộ với dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh và tương quan với cảnh quan thiên nhiên của Vịnh Hạ Long. Tập đoàn Vingroup đề xuất khởi công thực hiện dự án công viên rừng Hạ Long trong năm 2022 và hoàn thành trong năm 2023. Hiện Phòng Quản lý Đô thị thành phố đang nghiên cứu để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét đề nghị của Vingroup. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong thời gian sắp tới, ngân hàng nhà nước sẽ tăng hạn mức tín dụng có thể cho các ngân hàng và điều chỉnh phù hợp lãi suất theo đúng cam kết. Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay 27 tháng 9 tại thị trường châu Á, kéo giá vàng trong nước tăng theo. Giới phân tích cho rằng vấn đề trần nợ công của Mỹ có thể sẽ trở thành một bài kiểm tra đối với giá vàng trong tuần này. Giá Bitcoin tăng mạnh nhưng vẫn duy trì quanh mức 43.000 đô la Mỹ, trong khi thị trường phân hóa sâu sắc, tăng giảm liên tục. Tất cả những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong chùm tin tài chính ngày hôm nay 27 tháng 9. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng đã chủ động quyết liệt triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, góp phần kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 21 tháng 9, tín dụng ngân hàng đã tăng 7% so với cùng kỳ, hệ thống thanh toán ngân hàng tư nhân với các địa phương được thông suốt, đồng thời ban hành lại cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Theo tính toán, lãi suất cho vay đã giảm đạt 28.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Song song với đó, ngân hàng nhà nước sẽ chú trọng trong công tác kiểm soát lạm phát. Thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết, trong thời gian sắp tới, ngân hàng nhà nước sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng và điều chỉnh phù hợp lãi suất theo đúng cam kết trong đó tập trung cho vay đối với các hợp tác xã mặc dù hoạt động này đã được thực hiện nhưng cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã có thể thấy trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát được quốc hội và chính phủ đề ra ngân hàng nhà nước đã xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cho cả năm có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, thường xuyên rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và quản trị, điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh, ưu tiên tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Giá vàng tăng mạnh, nhà đầu tư dõi theo khủng hoảng trần nợ Mỹ Trưa nay, tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,9 triệu đồng cho một lượng mua vào và 57,6 triệu đồng cho một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng cho một lượng so với cuối tuần. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.760,9 đô la Mỹ trên một ao, tăng 9,7 đô la Mỹ trên một ao so với đóng cửa cuối tuần trước tại thị trường New York. Tuần trước, cho dù nỗi lo về cuộc khủng hoảng nợ ở công ty địa ốc Trung Quốc Evergrande gây sóng gió trên thị trường tài chính toàn cầu, giá vàng vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc giữ mốc 1.750 đô la Mỹ trên một ao. Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc thảo luận trần nợ của Mỹ. Gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell đều nói đến tính cấp bách của việc nâng trần nợ quốc gia vì nếu trần nợ không nâng, chính phủ Mỹ có thể rơi vào cảnh hết tiền và phải đóng cửa vào một thời điểm nào đó trong tháng 10. Các chiến lược gia cho rằng, bất kỳ trở ngại nào đối với việc nâng trần nợ của Mỹ cũng có thể đẩy giá vàng tăng trong tuần tới. Bitcoin tăng trở lại, thị trường phân hóa mạnh. Trên Coindesk, lúc 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tiền kỹ thuật số hàng đầu giao dịch ở mức 43.028 đô la Mỹ, tăng 1,2%. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 40.810 đô la Mỹ và giao dịch cao nhất tại 43.911 đô la Mỹ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường ghi nhận là 818 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn hóa thị trường ghi nhận hiện là 1.930 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,62%. Bitcoin là tiền ảo có sức biến động mạnh về giá. Tiền ảo này mới đây lao dốc thê thảm sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số là bất hợp pháp và sẽ bị truy quét. Nguyên nhân bởi tiền số được cho là gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của nhân dân. Quý khán giả vừa theo dõi xong bản tin kinh tế ngày 27 tháng 9 của kênh MTV. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Quý khán giả hãy bấm theo dõi kênh của chúng tôi để được cập nhật những tin tức kinh tế nổi bật hàng ngày cùng nhiều phóng sự hấp dẫn, thiết thực và truyền cảm hứng về kinh doanh.